Yên Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, Việt TV đang có mặt tại trường Bishop O'Connell, thành phố Arlington, Virginia, để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong lễ hội International Culture Festival lần thứ 2 do Hiệp hội Công giáo Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận. Mở đầu chương trình, ông Brett Samandi, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Châu Á-Thái Bình Dương, chào mừng quan khách. To welcome you on behalf of the Asian and Pacific Catholic Network to the second International Cultural Festival. Và tuyên bố khai mạc với màn múa lân của Liên đoàn Hướng đạo Hùng Vương trình diễn. Chị Hoàng Thục Trinh, đại diện cho Hiệp hội Công giáo Châu Á Thái Bình Dương, cho biết mục tiêu của hội. Hiệp hội này đó thì tiếng Anh đó thì hội tắt là APCN, tất nhiên là Asian Pacific Catholic Network. Mình nôm na mình dịch ra tiếng Việt của mình đó là Hiệp hội Công giáo Á Châu Thái Bình Dương. Thành ra cái này đó là chỗ này thực thuộc về của Hội đồng Giám mục. Thì cái hiệp hội của chị đó thì là chánh đó, là chị tổ chức những cái buổi hành hương về sắc tộc, thì có những cái sắc tộc chủng tộc từ tất cả mọi sứ mệnh Á Châu Thái Bình Dương, thì chị phụ trách về cái việc về ủy ban công lý và hòa bình, và trong đó thì có những chương trình từ thiện. Thì một trong những cái mục đích chính của cái buổi mà trình diễn này đó là để gây quỹ cho những cái công việc từ thiện, như chẳng hạn như là cứu trợ, thì vừa rồi thì quyên góp tiền để mà cứu trợ cho những nhận được mà Irma Bảo Harvey, vài năm trước thì là như là Bảo Haiyan ở Phi Luật Tân, thì tất cả là toàn hoàn toàn là trên về tất cả các nước, và rất chú trọng về những cái nước Á Châu và Thái Bình Dương. Liên tục chương trình có rất nhiều màn biểu diễn đặc sắc của các dân tộc như Ấn Độ, Next dance is from the Philippines, and it's a solo dance performed by Dennis Michael Horner Hansinger. Cambodia. Và đặc biệt, Việt Nam có thêm hai màn biểu diễn thật lôi cuốn và tượng trưng cho văn hóa dân tộc Vũ dòng An Giang của nhóm Rainbow Lotus. Vũ quê hương ba miền của nhóm Rainbow and Pink Lotus. Về Sài Gòn đông quá lịch sử, từ lúc khai quang xuống biển lúc tân sư, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách muôn phương đến rồi không nỡ đi. Ông Đinh Hùng Cường cũng chia sẻ: tôi rất là có hân hạnh ở đây được tham dự cái buổi gọi là International trình diễn của về văn hóa, về quốc tế, đặc biệt ở trong đó có phái đoàn của Việt Nam, và chúng tôi thấy trong này có cả chục phái đoàn nhiều quốc gia như Nga, Xô, Philippines, Cambodia và Việt Nam và các quốc gia khác. Thành ra khi mà chúng ta có được cái văn hóa của Việt Nam đi trình diễn ở các nơi, đó là một cái niềm vinh hạnh và hãnh diện không những cho người Việt Nam mà cho cộng đồng, bởi vì chúng ta truyền bá được văn hóa của chúng ta thì chúng ta có nhiều
bạn, chúng có thêm người giúp đỡ, rồi nhất là những người trẻ họ có một cái thế giới tốt hơn. Thành ra hôm nay chúng tôi đến đây và chia sẻ cái văn hóa đó. Chương trình kết thúc vào lúc 9 giờ đêm cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ hội International Culture Festival lần thứ 2 do Hiệp hội Công giáo Châu Á Thái Bình Dương tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Arlington, Virginia.